bạn món ngon bùng vị. Hương ớt Chinsu mới, bùng vị phở bún miến. Tôi thật không ngờ. Cảm ơn rất nhiều. Ê, Giác ơi. Ủa, là chụp hình điện thoại của anh á hả? Ừ. Bây giờ mình quay xuống khán giả đi, đúng không? Quay xuống khán giả đi ạ. Rồi, mọi người thấy mặt mình hết chưa ạ? 1, 2, 3. Thank you. Thank rồi. You mọi người. Bây giờ bước vô ăn ý nè. 2, 3. Em tự cùng nhau em. Đi vào. Lại. Từ từ anh chưa diễn phần này nha. Nãy giờ chỉ là mình đùa giỡn thôi. Nãy giờ nó banh thiệt đó. Bây giờ là phải sửa nè. Đó, thế nè. Okay. Dạ.
Dạ thôi tự vô luôn. Phải làm lừa, tự vô. Làm lại. Đi mình đi vô luôn đi. Rồi làm lại Trang Ý nè. Lần cuối nha. Thôi lần cuối thề. Nãy giờ chỉ là đùa giỡn thôi. Hứa danh dự. Không hề thật. Bây giờ mới là thật. Hứa. Bây giờ mới là thật. Thưa quý vị. Sau đây sẽ là bàn đi vô rất ăn ý của Hòa Minzy và Isaac. Xin mời.